Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm kiểm tra một số doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quốc. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường của công ty trong thời gian qua và nhấn mạnh công ty cần tiếp tục quan tâm đến đời sống công nhân lao động và khẳng định chất lượng sản phẩm để nâng cao kim ngạch xuất khẩu. Phó Thủ tướng cũng mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan cần làm cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư khác ở Hàn Quốc đến với Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung.